Chào mừng các bạn đang đến với bản tin bóng đá sáng ngày 4 tháng 12 của Game Bóng Đá TV. Trước khi đến với những thông tin chi tiết, hãy dành một giây nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi nhé. Ngay sau đây sẽ là những thông tin chi tiết trong bản tin ngày hôm nay. Rạng sáng qua, MU đã giành thắng lợi 3-2 trước Arsenal ngay tại Old Trafford. Cristiano Ronaldo đã để lại ấn tượng với cú đúp ghi được. Ralf Rangnick đã có mặt trên khán đài để theo dõi các học trò mới của mình thi đấu và dĩ nhiên rất ấn tượng với Ronaldo, người được cho là không phù hợp với lối chơi pressing mà Rangnick muốn vận hành. Vị huấn luyện viên người Đức nói về điều này: "Bạn luôn phải điều chỉnh lối chơi của mình với những cầu thủ mà bạn có sẵn, chứ không phải ngược lại. Tôi chưa bao giờ thấy một cầu thủ nào ở độ tuổi của Cristiano lại có thể lực tốt như vậy. Những gì tôi đã thấy từ Cristiano từ ngày hôm qua, đó là cậu ấy sẵn sàng làm những gì cần thiết để giúp đỡ đội bóng." Ronaldo đã điều chỉnh lối chơi của mình thời gian qua, phát triển từ một cầu thủ chạy cánh thành một số 9 lợi hại. Ở trận đấu rạng sáng qua với Arsenal, CR7 ghi 2 bàn, góp công lớn giúp MU ngược dòng thành công. Không chỉ ghi bàn, tiền đạo 36 tuổi còn có sự thay đổi lớn về lối chơi. Cụ thể, Ronaldo rất tích cực pressing, trái với thường thấy ở ngôi sao người Bồ Đào Nha. Theo thống kê của Opta, Ronaldo đã có 27 lần pressing trước Arsenal. Con số này thực sự ấn tượng nếu biết rằng đây là trận CR7 pressing nhiều nhất tại Premier League 2021-2022. Càng ấn tượng hơn nếu biết trước đó, Ronaldo chỉ có trung bình 14,4 lần pressing mỗi 90 phút thi đấu tại giải đấu này. Cũng theo Opta, ở trận thắng Arsenal, Ronaldo đã có 16 lần pressing ở 1/3 khu vực cuối sân của đối thủ. Con số này nhiều hơn 5 lần so với trận MU thua Watford. Thậm chí Ronaldo thi đấu cực kỳ tích cực ở những phút cuối. Đến tận phút 84, 4 phút trước khi rời sân thay người, CR7 vẫn gây sức ép lên đối thủ. Những gì thể hiện trước Arsenal cho thấy, CR7 sẵn sàng thay đổi để đáp ứng yêu cầu chiến thuật của vị huấn luyện viên người Đức. Mặc dù đã chia tay mối tình đẹp Barcelona vào cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè, nhưng mới đây Messi vẫn tiếp tục được vinh danh với thành tích đáng nể ở La Liga mùa giải vừa qua. Theo đó, M10 nhận danh hiệu Pichichi thứ 8 do tờ báo thể thao hàng đầu Tây Ban Nha, Marca tổ chức. Trofeo Pichichi là giải thưởng được Marca trao giải dành cho cầu thủ ghi bàn hàng đầu của mỗi mùa giải La Liga. Trong mùa giải cuối cùng chơi cho Barca, Messi đã ghi 30 bàn sau 35 lần ra sân trên mọi đấu trường. Hơn người đứng thứ hai là Karim Benzema với chỉ 23 bàn. Messi cũng đồng thời vượt xa so với kỷ lục 6 lần nhận giải của huyền thoại Telmo Zarra. Theo tờ El Confidencial, Tòa án Barcelona mới đây đã ra thông báo bằng văn bản về quyết định phá dỡ một phần khách sạn Mim Sitges nằm ở thị trấn ven biển Sitges, cách trung tâm thành phố Barcelona chừng 35 km. Đây là khách sạn mà Lionel Messi cùng tập đoàn Majestic từng bỏ ra hơn 30 triệu euro mua hồi năm 2017. Khách sạn nằm cách bãi biển chỉ hơn 100m, bao gồm 77 phòng ngủ, được đánh giá đạt tiêu chuẩn 4 sao và chi phí qua đêm trung bình khoảng 123 euro. Hiện Messi cùng các cộng sự đều giữ thái độ im lặng và ủy quyền cho các luật sư giải quyết vụ việc. Báo cáo mới nhất tiết lộ, siêu sao người Argentina không hề biết Mim Sitges nằm trong hiện bị phá dỡ vì không tuân thủ quy tắc xây dựng. Ngoài ra, các cuộc kiểm tra cho thấy rằng các hạng mục phục vụ an toàn phòng cháy chữa cháy cũng không được đảm bảo. Trong gần 5 năm làm việc ở Etihad, Pep Guardiola rất thành công khi mang về 10 danh hiệu lớn nhỏ cho Man City, trong đó đáng kể nhất là 3 chiếc vô địch Premier League. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Tây Ban Nha sẽ không gắn bó lâu dài với sân Etihad. Hồi đầu mùa giải, ông từng tuyên bố sẽ rời Man City sau khi kết thúc hợp đồng vào mùa hè năm 2023. Sau khi rời Man City, Pep Guardiola chắc chắn sẽ nhận được sự quan tâm của nhiều đội bóng lớn. Hiện tại, nhà cầm quân người Tây Ban Nha chưa thể lên dự định cho tương lai. Nhưng theo truyền thông Anh, tập đoàn City Football đã chuẩn bị sẵn kế hoạch đưa chiến lược gia này tới Mỹ tiếp quản New York City, câu lạc bộ chị em của Man City. Pep Guardiola được cho là khá thích ý tưởng này. Isco từng không được cựu huấn luyện viên Real Madrid Zidane trọng dụng. Ở mùa trước, nhà cầm quân người Pháp chỉ 29 lần tung tiền vệ người Tây Ban Nha vào sân. Tưởng chừng Isco sẽ có tương lai tươi sáng khi Zidane rời Real Madrid. Thế nhưng tiền vệ 29 tuổi đang chịu tình cảnh tương tự dưới thời huấn luyện viên Ancelotti. Ở mùa giải này, Isco mới chỉ ra sân 7 lần ở La Liga và chưa đá trận nào tại Champions League. Điều đáng nói, tiền vệ người Tây Ban Nha mới chỉ 2 lần đá chính.
Tổng số phút thi đấu của Isco là 177, trung bình 25 phút mỗi trận. Đáng chú ý, 3 trận gần nhất, Isco không được thi đấu. Theo Marca, Isco đang trả giá vì thái độ tồi ở trận Real Madrid thắng Granada vào 21 tháng 11. Cụ thể ở trận đấu này, trợ lý David Ancelotti, con trai của huấn luyện viên Ancelotti, đã yêu cầu Jovic, Camavinga và Isco khởi động. Dù cùng khởi động, nhưng Jovic và Camavinga được huấn luyện viên Ancelotti tung vào sân trước. Bất bình hành động của vị huấn luyện viên người Italia, Isco đã từ chối khởi động và đi thẳng vào băng ghế dự bị. Ngay sau đó, huấn luyện viên Ancelotti đã tung Isco vào sân. Tuy nhiên, kể từ trận thắng Granada, cựu huấn luyện viên Chelsea đã không hề để ý đến tiền vệ 29 tuổi ở 3 trận sau đó. Thậm chí Isco còn không được yêu cầu khởi động. Theo Marca, Isco đang phải trả giá vì thái độ hờn dỗi với huấn luyện viên Ancelotti. Cũng theo nguồn tin này, để cải thiện tình cảnh hiện tại, cựu cầu thủ Malaga có thể phải rời Real Madrid vào tháng 1 năm 2022. El Nacional tiết lộ, ban lãnh đạo Liverpool đang thuyết phục các đối tác phía Real Madrid nhượng lại cho họ tiền đạo Karim Benzema. Công thần đã có nhiều năm cống hiến cho Real. Anh có thể sẽ được bật đèn xanh cho đi nếu đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha mua được Kylian Mbappe của PSG vào mùa hè tới. Theo Telegraph, Edinson Cavani sẽ chia tay MU để khoác áo Barcelona vào mùa hè tới. Trong khi đó, tờ Mirror xác nhận Paul Pogba cùng Jesse Lingard sẽ theo chân Cavani rời Old Trafford khi hợp đồng hết hạn. Những cái tên khác cũng có khả năng rời đội bóng trong thời gian tới, còn có Anthony Martial, Danny van der Beek và Diogo Dalot. Chiều 3 tháng 12, Liên đoàn bóng đá Singapore FAS gửi thông báo cho VFF về việc Hùng Dũng không được nhập cảnh vào Singapore. Hạn chót chốt danh sách là ngày 24 tháng 11. Hùng Dũng được bổ sung ngày 29 tháng 11. VFF và Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore đã làm các thủ tục cần thiết để Hùng Dũng tham dự AF Cup 2020. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng tại nước sở tại không đồng ý cấp thư mời bổ sung. Để nhập cảnh vào Singapore dự AF Cup 2020, Hùng Dũng cần có sự chấp thuận bằng văn bản của chính phủ Singapore. Ban đầu, anh không nằm trong danh sách đăng ký 30 cầu thủ gửi cho ban tổ chức. Hùng Dũng bị gãy chân hồi tháng 3. Câu lạc bộ Hà Nội theo dõi quá trình hồi phục của anh rất kỹ, rồi mới nhả người cho đội tuyển. Huấn luyện viên Park cẩn thận kiểm tra, tránh việc đăng ký trước, nhưng Dũng lại không thể thi đấu. Chiều 1 tháng 12, Hùng Dũng đã rời thành phố Hồ Chí Minh để trở về nhà. Bản tin bóng đá sáng ngày 4 tháng 12 của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Hiện bóng đá, kết nối niềm đam mê túc cầu.